Vén màn cuộc đời cay đắng của Như Quỳnh, bệnh tật giày vò, người thân liên tiếp qua đời. Như Quỳnh được biết đến là một trong những ca sĩ bolero nổi tiếng và thành công không chỉ ở thị trường hải ngoại mà còn khắp trong nước suốt gần 30 năm qua. Cô sở hữu một sự nghiệp đồ sộ và rực rỡ khiến bất cứ ca sĩ nào cũng ngưỡng mộ. Tài năng, nổi tiếng và đứng trên đỉnh cao danh vọng là vậy, nhưng Như Quỳnh lại có đường đời đầy cay đắng khiến ai cũng phải xót xa. Như Quỳnh, tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970 tại Quảng Trị, mảnh đất đầy nắng gió, miền Trung khắc nghiệt. Cô là con gái đầu lòng của một gia đình có 3 chị em, bên dưới là 2 em trai. Từ khi mới sinh, Như Quỳnh đã rất khó nuôi, sức khỏe yếu và không được ổn định. Năm 1 tuổi, cô còn bị sốt xuất huyết, suýt nguy hiểm tới tính mạng. Ca sĩ Tường Khuê, em trai cô kể lại: "Hồi còn nhỏ, chị Quỳnh Như bị phong thấp cùng nhiều bệnh khác. Tôi là người hay chăm lo cho chị. Tuy ốm yếu nhưng không khi nào chị tôi ngừng nghĩ về gia đình." Sức khỏe yếu chính là một phần nguyên nhân ảnh hưởng tới giọng hát của ca sĩ Như Quỳnh sau này. Nhiều người thường thắc mắc về phong độ ca hát của Như Quỳnh khi trình diễn trên sân khấu, chê cô hát là yếu, thiếu ổn định. Nhưng ít ai hiểu rằng Như Quỳnh đã và đang chịu nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi Như Quỳnh được 1 tuổi, gia đình cô chuyển vào Sài Gòn theo cha. Kể từ đó, Như Quỳnh lớn lên và sinh sống tại Sài Gòn. Tại Sài Gòn, Như Quỳnh trải qua một tuổi thơ khó khăn. Khi gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, phải bán đồ đạc trong nhà để cầm cự qua ngày. Vì lẽ đó, cô không được học nhạc đầy đủ. Chính vì nhà nghèo nên Như Quỳnh ít bạn bè, nhạc sĩ Phương Uyên từng nói: "Trẻ con hồi đó hay có kiểu kỳ thị nhà nghèo, đứa nào nhà nghèo thì không ai chơi. Tôi thì không giàu hơn Như Quỳnh mấy, nhưng cũng gọi là khá hơn một chút. Chỉ có tôi chơi với Như Quỳnh, chúng tôi chơi với nhau từ năm 8 tuổi." Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc vẫn cháy âm ỉ trong tâm hồn cô bé Như Quỳnh. Không có điều kiện đến trường lớp, cô tự học hát trong sự khốn khó, theo cảm nhận của riêng mình qua những ca khúc nghe được, cô kể. Tuổi thơ cứ dần trôi qua với những đêm hè oi ả. Mấy chị em tôi nằm sát vào nhau trên tấm chiếu rách cũ đã được đắp phá nhiều chỗ. Ngửa mặt lên nhìn các vì sao chi chít qua kẽ mấy lớp lá dừa được lớp thưa, thay cho những tấm tôn đã gỡ bán đi. Và tôi thường thiếp dần để mơ một giấc mơ thấy mình vừa bay lên cung quảng của chị Hằng, có những nàng tiên Nga đang múa khúc nghề thượng. Rồi cũng có bao nhiêu đêm mưa, cơn mưa không báo trước đến rồi đi, để lại trong nhà tôi một dòng sông nhỏ, không có chỗ để nằm. Mấy mẹ con nép vào nhau, ngồi sát vào một góc nhà tương đối cao, không bị ướt, cố nhắm mắt, tựa vào vai nhau chờ sáng. Năm 1993, Như Quỳnh rời Việt Nam sang Mỹ định cư cùng cha mẹ và hai em. Thời gian đầu sang Mỹ, Như Quỳnh không được đi hát mà phải làm rất nhiều nghề, vất vả để kiếm sống lo cho gia đình. Cả gia đình Như Quỳnh ở Mỹ được một thời gian thì bố mẹ ly hôn, bố cô chuyển ra sống riêng, còn cô chuyển đến thành phố Huntington ở Nam California sống cùng mẹ và em trai Tường Khuê trong một căn nhà do chính cô bỏ tiền mua. Như Quỳnh thường xuyên phải đi lại giữa hai nơi để chăm sóc cho cả bố và mẹ. Như vậy có thể thấy, Như Quỳnh không chỉ đoan trang, khép nép trên sân khấu mà còn hiền thục, ngoan ngoãn ở chính trong đời sống cá nhân. Cô là người con gái, nhất mực yêu thương và dành hết lòng cho gia đình. Em trai Tường Khuê kể lại: "Tuy ốm yếu, nhưng không khi nào chị tôi ngừng nghĩ về gia đình. Từ khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, chị luôn nghĩ làm cách nào để các em, cha mẹ không khổ cực, làm được điều gì để phụ giúp gia đình, chị tôi cũng không nề hà." Danh hài Chí Tài cũng nói: "Cá chân tôi thấy Như Quỳnh là người xinh đẹp, hát hay, tính tình lại rất tốt. Tôi chơi thân với Như Quỳnh nên biết, toàn bộ tiền kiếm được, Như Quỳnh đều lo cho ba, mẹ với em. Bản thân Như Quỳnh sống rất giản dị. Với mức thu nhập của Như Quỳnh, cô ấy có thể dùng đồ hiệu, đi xe sang, ở nhà lầu, nhưng cô ấy lại sống rất giản dị, bình thường. Đó là điều khiến tôi rất nể Như Quỳnh. Cô ấy là người phụ nữ tốt trong showbiz này." Sau một thời gian hoạt động tại hải ngoại, Như Quỳnh dần nổi tiếng, được lăng xê lên hàng ngôi sao xuất chúng, tâm điểm của mọi sân khấu, cháy vé khắp các show. Nhưng cũng chính sự nổi tiếng đã vắt kiệt và bào mòn sức khỏe vốn đã ốm yếu của Như Quỳnh. Cô phải chạy show khắp cả nước, thời gian trên máy bay còn nhiều hơn ở nhà. Cô vừa đáp xuống sân bay đã phải tập luyện để lao vào show. Suốt 10 năm qua, Như Quỳnh chưa một ngày nghỉ ngơi, liên tục nhận show trình diễn khắp thế giới, đến cả album cá nhân ấp ủ suốt bao nhiêu năm cũng không có thời gian làm nổi. Chưa dừng lại ở đó, việc Như Quỳnh tăng cân, xuống sắc cũng trở thành mục tiêu tấn công của dư luận. Ít ai biết rằng thể trạng của Như Quỳnh vốn dễ tăng cân nên cô rất áp lực trong chuyện giảm cân. Được biết, trước mỗi buổi ghi hình show nổi tiếng ở hải ngoại, Như Quỳnh thường phải nhịn ăn cả tuần để giữ dáng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giọng hát. Như Quỳnh không dùng mạng xã hội, hạn chế giao tiếp với
hạn chế giao lưu với truyền thông để bảo vệ đời tư của mình. Nhưng cũng chính vì thế, cô phải âm thầm chịu đựng những áp lực cuộc sống diễn ra suốt nhiều năm mà không nói được với ai. Tất cả những áp lực trên khiến Như Quỳnh ngày càng stress, mất ngủ, phải uống nhiều thuốc, dẫn đến chứng tuột canxi và sức khỏe đi xuống. Yêu thương và sống hết lòng vì gia đình như vậy, nhưng những người thân lại lần lượt bỏ Như Quỳnh mà đi. Cách đây hơn một tháng, chỉ trong một tháng Như Quỳnh đã mất đi ba người thân, tiết lộ bố ruột, nhạc sĩ Lam Phương và danh hài Chí Tài. Mới đây nhất, ca sĩ từng khuê, người em trai luôn lo lắng chăm sóc Như Quỳnh, cũng đột ngột qua đời, để lại một nỗi tiếc thương vô hạn cho chị gái.